Tháng 7 cô hồn, được trời thương Phật độ, tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, ăn nên làm ra, tiền tài như ý, lộc lá đầy nhà, giàu sang hết phần thiên hạ. Mình được tử vi hoan hỷ chào đón quý anh chị tuổi Tân Dậu đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Mến chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Mới đây nhất, khi xem lá số tử vi của 12 con giáp trong tháng 7 âm lịch năm Quý Mão 2023, bất ngờ thần đồng tiên tri Ấn Độ đã tiết lộ rằng người tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 là một trong những con giáp may mắn nhất trong tháng 7 âm lịch tới đây, lội ngược dòng số phận mà vận trình được nhiều các tinh trợ mệnh, thần tài ưu ái, quý nhân tương trợ, giúp cho quý anh chị đón nhiều vận may bất ngờ, tài lộc thăng hoa. Quý chị có cơ hội trúng số, trúng thưởng là rất lớn, quý chị có thể thay đổi cuộc đời từ đây. Vậy vận trình cụ thể của quý anh chị tuổi Tân Dậu trong tháng 7 âm lịch tới đây sẽ diễn ra như thế nào? Làm sao để giải hung hóa cát? Làm sao để nắm bắt được vận may đến với mình? Thì ngay sau đây cùng Minh Đường tử vi về luận giải nội dung chi tiết nhé. Tháng 7 cô hồn, được trời Phật thương tình, tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, ăn nên làm ra, tiền tài như ý, lộc lá đầy nhà, trả sạch nợ nần, mua nhà lầu, tậu xe xịn, giàu sang hết phần thiên hạ, nếu biết được điều này. Tuổi Dậu hay còn gọi là tuổi gà, là con giáp thứ 10 trong hệ thống tử vi phương Đông. Người tuổi Tân Dậu có tính cách năng động, nhiệt tình và kiêu hãnh, họ luôn sôi nổi yêu đời và tràn đầy năng lượng sống. Họ được mọi người yêu quý bởi lòng tốt bụng, tinh thần trách nhiệm và tính tình ngay thẳng. Họ có nhiều ước mơ, hoài bão cao cả và luôn cố gắng phấn đấu để đạt được quyền lực, địa vị trong cuộc sống. Họ có khả năng giao tiếp tốt và thuyết phục được người khác. Họ cũng rất quan trọng vẻ bề ngoài và chăm chút cho bản thân. Họ sống rất trân trọng và giữ gìn tình yêu gia đình. Người tuổi Tân Dậu có tính cách rất đặc biệt và phức tạp. Họ có hai mặt trái ngược nhau, một mặt là rất hiền lành, lương thiện, sống cho tập thể và những người thân cận. Một mặt là rất kiên định, cố chấp, sống có lập trường riêng và không dễ nhượng bộ. Họ có thể rất dễ gần và thân thiện với mọi người, nhưng cũng có thể rất xa cách và lạnh lùng khi không hài lòng. Họ có thể rất tự tin và tự hào về bản thân, nhưng cũng có thể rất tự ti và e dè khi gặp khó khăn. Người tuổi Tân Dậu thường có ngoại hình đẹp, dáng vẻ oai phong và không bao giờ luộm thuộm, khá hấp dẫn. Họ rất quan tâm tới hình thức, con giáp này có thể đứng trước gương hàng giờ và không ngại ngần tung tiền mua sắm áo quần. Cũng giống như những chú gà trống thích khoe bộ lông tuyệt đẹp, tuổi Tân Dậu thích thể hiện mình và khá tự hào về bản thân. Họ thích được tâng bốc và chú ý, tuy ăn mặc hơi diêm dúa, nhưng bên trong họ lại là những người bảo thủ. Khả năng suy nghĩ và phân tích chính là lợi thế của tuổi Tân Dậu. Họ liên tục tự xem xét quan điểm của mình để có cái nhìn thực sự đúng đắn khi cần đưa ra bất cứ quyết định gì. Họ thường nhìn nhận cẩn thận tất cả các khía cạnh của vấn đề. Trong xung đột, họ đẩy câu chuyện đến cực điểm, nhưng sẽ bỏ chạy trước khi chiến sự nổ ra. Tuổi Tân Dậu hết sức bền bỉ và không dễ để người khác bắt nạt, thường thì họ biết mình muốn gì và sẽ nỗ lực để đạt được điều đó. Người sinh năm Tân Dậu rất có tài quan sát, nhận xét của họ thường khá tỉ mỉ chính xác. Họ trung thực, cởi mở, nhưng đôi khi thẳng thắn tới mức lạnh lùng, cần cù tháo vát, nhưng họ lại thường nóng nảy, bướng bỉnh, họ đa tài và có thể thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Người tuổi Tân Dậu làm việc rất chăm chỉ, cẩn thận và chu toàn, họ có thể đảm nhiệm nhiều vai trò, vị trí khác nhau và luôn hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Họ có tầm nhìn xa và khả năng phân tích tốt. Họ thường là những người có tầm quan trọng, ảnh hưởng lớn đối với đám đông cộng đồng. Họ có biệt tài ăn nói, thuyết phục người đời. Họ thích được người khác tán thưởng, khen ngợi và ngưỡng mộ. Tuy nhiên, người tuổi Tân Dậu cũng có những nhược điểm cần khắc phục. Họ thường quá tự cao, kiêu ngạo và không chịu thua kém ai. Họ khó chịu khi bị phản bác, chỉ trích hoặc bị so sánh với người khác. Họ hay nhìn thấy những sai lầm, khuyết điểm của người khác, nhưng lại ít thừa nhận những thiếu sót của mình. Họ đôi khi quá cứng nhắc bảo thủ và không chịu thay đổi theo hoàn cảnh. Họ cũng dễ bị kẻ xấu lợi dụng, hãm hại hoặc ghen ghét. Trong công việc, tuổi Tân Dậu thường tích cực hơn phần lớn các con giáp còn lại. Họ coi sự nghiệp là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Con giáp này làm việc chăm chỉ, hoàn thành tốt công việc được giao và thường đạt tới đỉnh cao trong nghề nghiệp đã chọn. Người tuổi Tân Dậu có sự nghiệp rất thành công và phát triển. Họ có khả năng làm việc hiệu quả và chịu được áp lực cao, họ có tài lãnh đạo và quản lý tốt. Họ thường là những người có vị trí cao trong xã hội hoặc trong tổ chức mà họ làm việc. Họ có thể đảm nhận nhiều lĩnh vực khác nhau và luôn đạt được kết quả tốt. Quản lý tài chính là sức mạnh của tuổi Tân Dậu.
cả trong cuộc sống riêng và trong công việc, khi dính đến tiền nong, họ luôn tỏ ra thận trọng. Con giáp này có thể quản lý rất tốt tiền của người khác hoặc trở thành những cố vấn tài chính, giám đốc ngân hàng và kế toán giỏi. Cũng giống như những chú gà cần mẫn, miệt mài đào bới run ở những vùng đất khô cằn, người tuổi Tân Dậu có biệt tài tìm thấy tiền ở những nơi khó khăn nhất, đó là phần thưởng cho những ngày tháng lao động không ngừng nghỉ của họ. Cuộc đời của người tuổi Tân Dậu khá thăng trầm, cả trong làm ăn và trong chuyện tình cảm, họ có thể đi từ nghèo tới giàu, từ tình yêu lý tưởng tới những vướng mắc tình cảm tồi tệ nhất. Tuy nhiên, khi đứng tuổi, họ sẽ hạnh phúc. Người tuổi Tân Dậu có hôn nhân rất hạnh phúc và bền vững. Họ rất trung thành và trung thủy với người mình yêu. Họ biết cách làm hài lòng và chiều chuộng đối phương. Họ cũng rất quan tâm, chăm sóc và bảo vệ gia đình của mình. Họ cần có sự an toàn và ổn định trong hôn nhân. Họ không thích sự ngoại tình hay lừa dối trong mối quan hệ. Đầu tiên là đánh giá tổng quan vận trình tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, đúng tháng 7 âm lịch năm 2023. Tháng 7 âm lịch năm 2023, tháng Canh Thân, năm Quý Mão, bắt đầu từ ngày 16 tháng 8 năm 2023, kết thúc vào ngày 14 tháng 9 năm 2023 dương lịch. Thiên can canh kim, địa chi thân kim, đặc trưng, thiên sinh địa khắc, kim khí tàng tài khí. Tử vi tháng 7 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch cho thấy, người tuổi Tân Dậu có thể sẽ gặp nhiều điều kiện thuận lợi ở hầu hết các phương diện, từ công việc, tình duyên, tài lộc tới sức khỏe trong tháng mới, sự hứng khởi của bạn cũng khiến bạn trở nên nổi bật vô cùng. Trong công việc bằng sự thông minh, sáng tạo của mình, con giáp này đã khẳng định được vị trí trong công ty, gặt hái được thành công. Công việc như ý, tăng lương, tiền thưởng là điều tất yếu khiến bạn hài lòng, cấp trên cũng vui vẻ trao cơ hội cho bạn. Dù vậy, bạn càng tỏa sáng thì càng dễ bị kẻ tiểu nhân ghen ghét nóng mắt. Do đó, bạn cũng nên chú ý thái độ và cách hành xử, chớ nên kiêu ngạo, kẻo tự rước họa vào thân. Dẫu không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người, nhưng từ phía mình, chỉ cần bạn hành động đúng mực thì không có gì phải lo lắng. Bạn cũng có thể gặp được những mối đầu tư mang tính thách thức, nhưng bù lại lợi nhuận hứa hẹn vô cùng rủng rỉnh trong tháng 7 âm lịch này. Nếu biết đánh giá tình hình chính xác, bạn có thể tránh được những tổn thất không đáng có, cũng như kiếm được một khoản lời lãi kha khá cho mình. Chuyện tình cảm của người Tân Dậu khá êm đềm trong khoảng thời gian tháng 7 âm lịch, bạn và nửa kia duy trì được cảm xúc ổn định, thường xuyên chia sẻ với nhau và cùng nhau trao đổi, giải quyết mọi vấn đề. Về sức khỏe, bạn nên chú ý dưỡng sinh cơ thể trong mùa hè nóng nực để tránh các triệu chứng khó chịu, uể oải, làm cản trở cuộc sống và công việc của mình. Chi tiết cụ thể các phương diện chính như sau. Về phương diện sự nghiệp, theo dõi tử vi tháng 7 năm 2023 của tuổi Tân Dậu âm lịch, người tuổi Tân Dậu sẽ có những bước tiến lớn trong công việc, đạt được nhiều thành tựu ở tháng vượng vận khí như này. Có nguyệt lệnh lâm trường sinh hỗ trợ, con giáp này gặp nhiều điều thuận lợi, làm gì cũng suôn sẻ tới nơi, tới chốn. Tâm trạng nhờ vậy cũng có nhiều chuyển biến tích cực, sự hứng khởi giúp bạn trở nên vô cùng nổi bật bằng sự thông minh và sáng tạo của mình. Kết hợp với tư duy mẫn tiệp, tinh thần chuyên nghiệp, con giáp này đã khẳng định được vị trí trong công ty, gặt hái được thành công. Ở thời điểm hiện tại, bạn hoàn toàn có thể tự tin vào năng lực của mình, sẽ chẳng có một ai nghi ngờ được khả năng của bạn nữa. Lại thêm tả phù cát tinh chiếu mệnh, báo hiệu có sự nâng đỡ, giúp sức từ quý nhân, con giáp này có thêm sự tương trợ từ bên ngoài thì sẽ càng thăng tiến mạnh mẽ hơn nữa, như hổ mọc thêm cánh, phú quý không ai sánh bằng. Tuy nhiên, không có may mắn nào từ trên trời rơi xuống để có thể đạt được tất cả những điều mình mong muốn. Tuổi Tân Dậu cũng phải trải qua không ít khó khăn và thách thức, 5 lần, 7 lượt mới nắm bắt được, thành công không có chỗ cho sự lười biếng hay ăn may. Nếu bản mệnh quá ỷ lại vào vận may mà không chịu nỗ lực, bạn có thể sẽ làm cơ hội trôi qua rất đáng tiếc. Thêm một điều nhắc nhở nữa, tháng này bạn càng tỏa sáng, càng dễ bị kẻ tiểu nhân ghen ghét do nóng mắt. Thiên cầu hung tinh nhắc nhở, hung họa tiềm ẩn rất nhiều, bạn chớ nên chủ quan, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý thái độ và cách hành xử, chớ nên kiêu ngạo, kẻo tự rước họa vào thân. Dẫu không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người, nhưng từ phía mình, chỉ cần bạn hành động đúng mực thì không có gì phải lo lắng. Cát khí trong tháng này cũng có lợi cho việc trau dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm. Nếu có cơ hội được học hỏi trong môi trường chuyên nghiệp, đừng quá do dự, bởi đó có thể là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của bạn. Về phương diện tài lộc. Ở phương diện tài lộc, tháng 7 năm 2023 âm lịch tới mang đến cho tuổi Tân Dậu nhiều cơ hội gia tăng tài sản, lộc lá đầy nhà.
người tuổi Tân Dậu với khả năng chi tiêu chu đáo, lại thêm tài tinh hỗ trợ, nên nhìn nhận mọi vấn đề rất thực tế và thông suốt. Tài vận khá sáng, được trường sinh hộ mệnh, công việc tiến hành trôi chảy, thì tài lộc ắt tăng theo là lẽ đương nhiên, bản mệnh bớt đi nhiều điều phiền não, tập trung làm tốt việc của mình. Lợi nhuận nhờ vậy tăng lên khá nhanh, thêm cả thiên tài báo hiệu, bản mệnh cũng có thể gặp được những mối đầu tư mang tính thách thức, nhưng bù lại lợi nhuận hứa hẹn vô cùng rủng rỉnh trong tháng này. Có thể tận dụng lúc này tổng lực triển khai dự án mới hoặc phát triển quy mô dự án cũ, tất cả đều đầu xuôi, đuôi lọt, giúp bản mệnh bỏ túi không ít lợi nhuận. Các mối quan hệ hợp tác cũng cần được bồi dưỡng trong tháng này để tranh thủ kiếm về nhiều hợp đồng, dự án có lợi. Cũng nhờ quan hệ xã giao tốt đẹp, bạn vừa bớt được nhiều đối thủ cạnh tranh, lại vừa có người sẵn sàng giúp đỡ khi gặp khó. Nhờ có tài vận ổn định, bạn có thể thoải mái làm những việc mình muốn. Nhìn chung, chỉ cần bạn chăm chỉ cần cù thì chắc chắn việc làm ăn buôn bán sẽ không đến nỗi nào, đồng ra, đồng vào là chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần tự nhắc nhở bản thân rằng, làm gì cũng cần có kế hoạch cụ thể, đừng tiến hành một cách mù quáng. Cảm tính mà bị kẻ xấu lợi dụng, nhất là khi trong tháng có cả thiên cầu hung tinh hoành hành, sai một ly là có thể trả cái giá rất đắt. Nếu biết đánh giá tình hình chính xác, bạn có thể tránh được những tổn thất không đáng có, cũng như kiếm được một khoản lời lãi kha khá cho mình. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Trong tháng 7 năm 2023 âm lịch này, may mắn nguyệt lệnh lâm đất trường sinh nên hứa hẹn chuyện tình cảm của tuổi Dậu được thuận buồm xuôi gió. Tháng này, các cặp đôi khá tâm đầu ý hợp trong mọi việc, thậm chí cả hai còn khá đồng lòng trong những quyết định lớn lao mà trước đây không thể giải quyết được. Vợ chồng duy trì được cảm xúc ổn định, thường xuyên chia sẻ suy nghĩ với nhau và cùng nhau trao đổi, giải quyết mọi vấn đề. Nhờ vậy, các mối quan hệ được củng cố và ngày càng bền chặt, hạnh phúc gia đình được đảm bảo. Tình cảm của các thành viên trong gia đình lúc này có sự gắn kết mạnh mẽ, bạn cảm nhận được sự động viên tinh thần mọi người dành cho bạn trong mọi việc. Về phương diện sức khỏe, tử vi tháng 7 năm 2023 cho thấy thể trạng của tuổi Tân Dậu trong tháng khá tốt, bản mệnh lâm đất trường sinh, sức khỏe khá ổn định, không gặp vấn đề hay trục trặc nào quá lớn. Dù vậy, bạn vẫn nên chú ý dưỡng sinh cơ thể trong mùa hè nóng nực để tránh các triệu chứng khó chịu, uể oải, làm cản trở cuộc sống và công việc của mình. Lưu ý, trong tháng có sự xuất hiện của sao xấu thiên cầu, có thể mang tới họa hình thương, tai nạn bất ngờ, điềm báo tử vi nhắc nhở tuổi Tân Dậu, nên cẩn thận khi đi lại, hạn chế đi xa tới những nơi cao hẻo lánh, trên hành trình đi lại, nếu gặp miếu, điện, chùa tháp, nên vào khấn vái để mong cầu sự bình yên. Và bây giờ là vận trình chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận của tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, đúng tháng 7 âm lịch. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch. Tử vi tuần mới của tuổi Tân Dậu sáng sủa và hanh thông, may mắn tốt lành với nhiều điều vui vẻ, tâm trạng thoải mái, phấn khởi, khiến cho bạn tiến hành công việc cũng nhanh nhẹn và hiệu quả hơn. Đối nhân xử thế tích cực, gặp ai cũng niềm nở, tự nhiên vận trình lại càng thêm hanh thông. Sự nghiệp tuy chưa thể một bước thành công, nhưng những kế hoạch mà con giáp này đề ra đều hoàn thành thỏa đáng. Thiên quan vừa giúp bạn ổn định vững vàng, nhưng không thiếu sự trải nghiệm với những lĩnh vực có tính thử thách, mới mẻ và thêm chút mạo hiểm để thử sức. Tài lộc thu về không thiếu, nhưng xuất hiện đại hao, khiến bạn mất khoản tiền lớn vì những việc bất ngờ hoặc bị trộm cắp tài sản. Thua thiệt này khiến tâm trạng của tuổi Tân Dậu trùng xuống, nhưng rất nhanh bạn sẽ lấy lại bình tĩnh và cố gắng rút kinh nghiệm để lần sau không lặp lại sự bị động này nữa. Quý nhân, Mão, Tuất, tiểu nhân Dậu, Thìn, màu sắc may mắn, hồng, tím, con số phát tài 86, 92, 78. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 7 âm lịch. Tuần này, người tuổi Tân Dậu gặp thiên hình, tai ương hiểm họa khó tránh, cẩn thận tai nạn vô ý và cố ý. Vận trình không quá tốt, ra ngoài chú ý trước sau, di chuyển thận trọng, làm việc khéo léo, tránh để người khác lấy mình làm mục tiêu hãm hại. Người trong tối, ta ngoài sáng, rất khó phòng bị, tổn thương tới bản thân thì thiệt thòi rồi. Trong tuần này, công việc của người tuổi Tân Dậu được tiến hành khá thuận lợi, gặp không ít thành công nhờ sự ưu ái của thiên ấn. Cấp trên là người nâng đỡ bạn rất nhiều, không chỉ tạo cơ hội mà còn cầm tay chỉ việc, tận tình hướng dẫn, cũng vì vậy mà không ít người đố kỵ ghen ghét bạn đấy. Làm thì tốt, nhưng vận xui tới thì tiền bao nhiêu cũng không đủ, ngoài việc bị hại thì bản thân còn phải đương đầu với nguy cơ tài chính éo le do người nhà, người thân, bạn bè mang lại. Bản thân chẳng dám tiêu gì,
nhưng người khác lại hoang phí, khi có việc thì vòi tiền, bắt bạn gánh vác, thật không công bằng. Trọng tình, trọng nghĩa là tốt, nhưng tuổi Tân Dậu không nên dung túng cho những thói quen xấu như vậy. Chưa kể như vậy là làm hại người ta, chứ không phải giúp mà khả năng của bạn cũng không đủ, không bao đồng được. Lần này cần thẳng thắn từ chối, không giúp đỡ nữa, thà mất lòng trước, được lòng sau còn hơn. Quý nhân, Thân, Tuất, tiểu nhân, Mùi, Ngọ, màu sắc may mắn, tím, hồng, con số phát tài, 34, 80, 11. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 7 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của người tuổi Tân Dậu, có thể nhận ra con giáp này có nhiều điểm có thể vui mừng, ví dụ như tài chính rủng rỉnh hơn. Chuyện tình cảm cũng thuận lợi suôn sẻ hơn, nhưng ở khía cạnh khác, bạn cũng phải lo toan cho gia đình và xu hướng sức khỏe giảm sút, không thể hoàn toàn yên tâm được. Công việc vừa khó, vừa dễ, có lúc thoải mái, lại có lúc khó khăn, thay đổi nhanh chóng, nên bạn cũng phải bắt nhịp thật nhanh, không để mình tụt lại phía sau. Nếu thích ứng được thì dịch mã năng động sẽ cho bạn những khoản thu nhập xứng đáng, thỏa sức mà kiếm tiền, không lo đói kém. Tình cảm riêng khá ổn định, hai người không có nhiều thăng trầm và tiến dần tới trạng thái bình lặng, nhưng gia đình là nỗi lo. Người thân có nhiều điểm khiến bạn phiền muộn, có thể là sức khỏe của cha mẹ không tốt, anh chị em không tu chí làm ăn, hoặc quan hệ trong nhà căng thẳng khúc mắc. Vì nghĩ ngợi nhiều nên tuổi Tân Dậu không khỏe, thường xuyên mệt mỏi và choáng váng. Với người huyết áp thấp thì tình trạng ngất đột xuất có thể tái diễn một vài lần. Tốt nhất là nên tới bệnh viện kiểm tra và xin lời tư vấn của bác sĩ, đừng chủ quan để tới lúc tình hình không kiểm soát được thì rất là tệ. Quý nhân, Tị, Tý, tiểu nhân, Sửu, Thìn, màu sắc may mắn, đen, vàng, con số phát tài, 14, 53, 73. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 7 âm lịch. Tử vi tuần mới của tuổi Tân Dậu không thể nói là tốt, khi bạn liên tiếp gặp chướng ngại và lúc nào cũng bị người khác cản đường, nhưng có mất cũng có được. Tả phù mang tới cho con giáp này những người phụ tá, người bạn vô cùng nhanh nhẹn, ăn ý và có lòng trung thành, cùng nhau vượt qua giai đoạn gian nan. Thương quan báo hiệu một tuần không thuận lợi trong công việc, dù cố gắng rất nhiều, nhưng tác động của ngoại cảnh và sự phá hoại của tiểu nhân khiến bạn không đạt được kết quả như ý. Đồng tâm hiệp lực, tránh kích động và tập trung tuyệt đối vào mục tiêu của mình, đừng quá quan tâm tới những yếu tố bên ngoài. Tình cảm có thể nói là khá hơn một chút, nhưng người độc thân cũng không có nhiều hy vọng, duyên số chưa tới, không thể cưỡng cầu, bạn không cần quá cấp bách mà lựa chọn sai lầm. Người đã có gia đình hãy lưu tâm tới sinh hoạt của bạn đời, tránh tình trạng không ai ngó ngàng tới ai. Sức khỏe đang tiến triển ổn định, tuổi Tân Dậu cần duy trì tình trạng hiện tại, đồng thời tăng cường tập luyện để nâng cao thể lực. Bất kể độ tuổi nào cũng nên vận động hàng ngày, đơn giản như leo cầu thang, đi bộ, làm việc nhà, cũng giúp ích rất nhiều trong việc làm cho bản thân khỏe mạnh hơn. Quý nhân, Hợi, Tị, tiểu nhân, Mão, Tý, màu sắc may mắn, xanh, đen, con số phát tài, 78, 82, 18. Sau đây, Minh Đường Tử Vi xin được tiết lộ với quý vị về những tháng sinh may mắn nhất của tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, trong tháng 7 âm lịch. Con giáp này như rồng cưỡi mây, đón cơn mưa tiền tỷ, giàu có ngút ngàn, hào quang tỏa sáng. Mời quý vị hãy đón xem đó có phải là tháng sinh của mình hay không quý vị nhé. Vận mệnh của người tuổi Tân Dậu, sinh tháng 1 âm lịch. Tháng riêng là tiết lập xuân, vạn vật hồi sinh, đất trời tươi mới, con người cũng nhờ thế mà người tuổi Tân Dậu sinh tháng này tinh thần sảng khoái, biết tiến, biết lùi lại ưa tự do, tuổi thọ khá cao. Sinh vào thời điểm này trong năm, chuyện cơm ăn, áo mặc không cần phải lo lắng, sức khỏe tốt đa phần là người có tuổi thọ cao. Họ không được hưởng tài sản tổ tông để lại, ra ngoài cũng không gặp được quý nhân. Sự nghiệp cả đời chỉ là dùng chính năng lực của bản thân để chấn chỉnh tinh thần, tự lực cánh sinh mà giải quyết hết mọi việc. Tiền vận có phần vất vả, nhưng hậu vận của người này hứa hẹn tương lai tốt đẹp, họ sống hòa thuận, hạnh phúc, cùng cha mẹ, anh em, vợ chồng con cái, mọi người yêu thương, quan tâm và chăm sóc cho nhau. Dù không có quá nhiều tham vọng, không giành được địa vị cao trong xã hội, nhưng đời sống tinh thần của họ rất phong phú và người tuổi Tân Dậu sinh tháng riêng hài lòng với những gì mình đang có. Vận mệnh người tuổi Tân Dậu, sinh tháng 2 âm lịch. Xem tử vi phương Đông, tháng 2 âm là tiết kinh chập, là lúc mà vạn vật tốt tươi, người tuổi Tân Dậu sinh tháng này. Tinh thần lạc quan, sức sống dồi dào, dễ giành được nhiều thành công, là người nhân nghĩa, thông minh, đĩnh ngộ. Xem vận mệnh của người tuổi Tân Dậu sinh tháng 2 âm và thấy rằng họ là những người có lòng tự trọng cao, có trí tuệ hơn người, học rộng,
biết nhiều, họ rất ham học. Chỉ là người tài nhưng không gặp thời, không được hưởng phúc lộc tổ tiên, cha mẹ cũng không giúp đỡ được nhiều, họ khó giành được địa vị cao trong xã hội. Học giỏi nhưng hiềm nỗi học tài thi phận, chỉ tới khi về già mới dùng được kiến thức của mình. Họ khá đơn độc, tự xưng thanh cao, không thích ở cùng những người tầm thường. Tuy nhiên, họ đi theo đường kinh doanh sẽ có lợi hơn là đường công danh. Vận mệnh của người tuổi Tân Dậu, sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch rơi vào tiết Thanh Minh, người tuổi Tân Dậu sinh tháng này thông minh vốn sẵn tính trời, linh hoạt và giỏi tùy cơ ứng biến, trời ban phúc lộc cả đời vinh hoa. Người tuổi Tân Dậu sinh tháng 3 âm giỏi thích nghi với hoàn cảnh, có thể đạt được địa vị cao trong xã hội, họ gặp nhiều may mắn, được quý nhân phù trợ, lại có thực tài nên dễ thăng tiến trên quan lộ, họ được thực thần nâng đỡ, lại có bạn bè luôn ở bên, sự nghiệp cực kỳ thuận lợi, tài lộc dồi dào, vinh danh tổ tiên. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 7 âm lịch năm Quý Mão 2023 của tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.